Trong lúc dịch tả lợn châu Phi đang diễn biến phức tạp, vài ngày gần đây thì lực lượng chức năng huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng liên tục phát hiện và tiêu hủy hàng trăm xác lợn chết đang phân hủy trôi trên sông Hòa. Từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 26 tháng 4, Ủy ban Nhân dân huyện Vĩnh Bảo đã vớt tiến hành tiêu hủy gần 300 xác lợn đang trong giai đoạn phân hủy, chuyển vàng và bốc mùi trôi trên sông Hóa, đoạn qua xã Cổ Am, Tam Cường, Vĩnh Tiến. Phía Tri Cục chăn nuôi và Thú y Hải Phòng cho biết, sau khi kiểm tra kết quả đánh giá ban đầu cho thấy số lợn trên không phải của Hải Phòng. Theo phán đoán, có thể số lợn trên trôi từ thượng nguồn sông Hóa. Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thành phố Hải Phòng đã có văn bản đề nghị phía tỉnh Thái Bình, nơi con sông Hóa chảy qua, phối hợp để kiểm soát tình trạng, tình hình dịch bệnh và tiêu hủy số sắc lợn trên theo quy định, đồng thời cũng đề nghị các địa phương dọc sông Hóa phải giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh tiêu hủy lợn theo quy định nghiêm cấm vứt lợn chết xuống sông